con xin cảm ơn tất cả. Con thì từ nhỏ là con mất mẹ sớm nên là bác cậy là người nuôi con từ nhỏ đến lớn. Con không có dịp nào để con biết cảm ơn bác. Con chỉ muốn hôm nay được cảm ơn bác thật nhiều vì đã nuôi đến con mà cho con ngày hôm nay. Bà con trong đó đã bớt chút thời gian với con. Con thôi để con bớt chút người cầm đi một tay tay vô được mà. Dạ, cầm đi rồi đi đâu rồi? Xin cảm ơn những chia sẻ đến từ cô Đồng Hoa.